Chúng ta bắt đầu nhé. Đây là cái lớp mà tôi có đặt tên là Python cấu trúc dữ liệu là thuật toán, tức là có thể hiểu nôm na đây là cái một cái chương trình là nhập môn về cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Các bạn đặt tên một chút đi. Alo. Không 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 không. Thì thật ra cái lớp này là ý định ban đầu của tôi là chỉ giới thiệu theo đúng cái chương trình của lớp 11 thôi. Nhưng về sau thì thấy là thật ra cái chương trình tin mình của chúng ta là nó gần như là đúng là cấu trúc dữ liệu và thuật toán, mặc dù mức độ là đơn giản. Thì tôi muốn có cái nhìn tổng thể hơn một chút, cho nên tôi mở rộng ra một chút. Thì nôm na đây là cái chương trình mà để bắt đầu học về về cái khái niệm cấu trúc dữ liệu và thuật giải và một chút tương cao nữa, nhưng mà tất cả đều trên nền của Python. Thì nó chính là cái phụ chính cái chương trình của lớp 11 và một phần của lớp 12. Thì trên màn hình là tôi đã đưa ra đây là các chủ đề chính mà tôi sẽ nói, mà theo đúng các chủ đề này thì tương đối dài đấy. Thì tôi tùy tình hình của lớp ta, tôi sẽ cố gắng trình bày được hoặc là hết, hoặc nếu không thì sẽ phủ kín được cái phần của lớp 11 trước đã, sau đó chúng ta sẽ bàn thêm. Thì trước khi đi vào cụ thể, các bạn tôi có cái nhìn tổng quan về chương trình mà tôi định dự kiến tôi nói nhé. Thì cái phần 1 là hôm nay sẽ trình bày đấy là tổng quan về Python, tức là mà muốn có một cái overview lại, tổng tổng kết lại cái phần Python mà chúng ta đã biết mà chúng ta cần 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 phải biết thêm. Tất nhiên cái chương trình học Python của chúng ta lớp 10 chúng ta đang dạy thì nó thật ra nó chưa đủ để chúng ta có thể học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Tôi sẽ bổ sung thêm một vài cái kiến thức của nó để chúng ta có thể hiểu biết sâu hơn, và với kiến thức này chúng ta sẽ sẵn sàng để bước vào cái phần phần chính của chương trình. Thế như vậy cái chương trình tổng quan Python này thì bản chất của nó là nó không có ở trong cái chương trình lớp lớp phổ thông. Cái phần mà tôi nói là không có trong chương trình của lớp 10. Mà lớp 11, 12 thì chúng ta không học lại nữa. Nhưng mà tôi sẽ có trình bày thêm. Những cái phần này, riêng cái phần này là không có ở trong lớp 10, lớp 1, lớp 11, lớp 12. Cái phần thứ hai là khái niệm thuật toán, thì phần này có giới thiệu sơ qua và có trong sách lớp 11, ghi đây là có nhé, trong sách lớp 11 là có ở lớp 11 sẽ được học. Mảng một chiều và hai chiều là cái phần kiến thức đầu tiên về cấu trúc dữ liệu giải thuật đơn giản của Python trên Python, thì phần này được học ở lớp 11, có được học nhé. Đó. Phần tiếp theo là cái chương tiếp theo là các thuật toán và tìm kiếm và sắp xếp đơn giản, thì phần này sẽ trình bày các thuật toán tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân và sắp xếp đơn giản. Thì phần này nôm na là cái phần là các thuật toán cơ bản đầu tiên. Thì phần này được dạy ở trong sách giáo khoa lớp 11 có. Đấy. Tiếp theo là cái một trong những phần một cái chương tương đối quan trọng là phương pháp thiết kế làm miễn dần. Tức là cái nôm na đây là cái phần mà giới thiệu về cái kỹ thuật thiết kế là top down design. Thì đây là một trong những cái phần kiến thức mà bất cứ người làm thiết kế thuật toán, thiết kế chương trình đều phải biết. Thì phần này là có học ở trong lớp 11. Đấy. Như thế để chúng ta thấy là phần nào là có trong chương trình, phần nào là không có nhé. Phần tiếp theo là một số cấu trúc tuyến tính đơn giản. Thì thông thường đối với những người làm về phòng máy tính thì họ thường nói về cấu trúc đơn giản bao gồm có ba thứ: một là link list tức là danh sách liên kết, hai là stack là ngăn xếp, ba là queue là hàng đợi. Tuy nhiên ở trong chương trình của chúng ta thì lại ngược là như này, là cái link list này được học ở lớp 11. Đấy. Còn cái stack này thì được học ở lớp 12 và cái queue được học ở lớp 12. Không hiểu vì sao những người làm chương trình họ lại tách ra như vậy. Mà theo tôi đúng không? Học 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 nên học cùng với nhau thì hay hơn. Đáng lẽ ra là cái stack và queue đưa ngay vào lớp 11 thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà hiện nay là trong trình của chúng ta thì chỉ có link list được học ở lớp 11. Còn stack và queue được chuyển sang lớp 12 thì đó là tôi đang thấy để các bạn biết nhé. Thì phần này theo tôi phần này là phần đơn giản, tôi sẽ dạy ngay ở trong chương trình này.
Tiếp theo là chúng ta học sang các cú kỹ thuật lập trình rất là cơ bản là DQ. Phần này được học ở lớp 11. Trong chuyên đề CS lớp 11. Tiếp theo là một kỹ thuật hay nữa là chi để trị rất quan trọng, thì phần này được học trong chuyên đề của lớp 11. Đó, có được học. Quy hoạch động, đây là một trong những cái kiến thức mà rất quan trọng đối với học sinh chuyên tin và học sinh sau sinh giỏi bao giờ cũng có, thì phần này không có ở trong phần này là phần không có trong sách giáo khoa, không có ở trong cả lớp 10, lớp 1, lớp 12 không có, nhưng mà tôi vẫn định là đưa vào để cho giới thiệu cho các cô biết nhanh cái tư tưởng của quy hoạch động và làm số bài tập liên quan đến quy hoạch động. Tiếp theo cái chương 10 là một số cấu trúc dữ liệu nâng cao, thì đây là những cấu trúc dữ liệu mà được dùng trong rất nhiều các bài tập liên quan thi sinh giỏi. Tất cả cái phần này đều không có ở trong đều không có ở trong sách giáo khoa hết, không có đồng ngoài chương trình hết, thì nếu có thời gian tôi sẽ nói, không có thời gian chúng ta sẽ bỏ qua. Đây là những phần rất là hay, phần rất là hay là heap là cấu trúc dữ liệu đống, là priority queue là hàng đầu ưu tiên, binary index tree là cây nhị phân chỉ số, và segment tree là cây phân đoạn. Thì đây là những cái kiến thức hay hay dùng hay đưa vào trong những cái chương trình thi sinh giỏi hay có. Tiếp theo là 11 là cấu trúc cây, cái này học trong chương trình lớp 12, không có một trường học nhé. Phần đồ thị, đơn giản đồ thị thì học ở trong lớp 12. Đấy, kỹ thuật trượt quay lui là một trong những cái phần kỹ thuật rất là khó của lập trình, thì lại được học ở trong lớp 11. Phần này trong tất cả các sách giáo khoa về khoa máy tính thì đều đưa cái chương trình, đưa cái phần lý thuyết về quay lui này ở chương cuối cùng, bao giờ ở chương cùng hết, vì đó là phần khó nhất. Thì ở đây thì trong chương trình của chúng ta lại được dạy thảo luận ở lớp 1, còn cấu trúc cây và đồ thị thì lại được dạy học ở lớp 12. Đây thì tôi sẽ trình bày cố gắng là nếu có thời gian đủ tôi trình bày hết phần lớp 11, còn những cái phần mà nâng cao hơn mà lớp 12 thì nếu mà không đủ thời gian tôi sẽ phải dừng lại. Chúng ta sẽ học ở những cái lớp sau nhé. Đây đây như vậy chúng ta có hình dung trước cho toàn bộ cái chương trình của chúng ta nhé. Đấy là như thế này. Đấy. Bây giờ tôi sang cái bài hôm nay là cái phần đầu tiên là cái bài về tổng quan về Python. Là tôi xin nói một số những kiến thức mà theo tôi là cơ bản của lập trình Python. Vì sao lại cần? Nếu mà nói thuần túy về cấu trúc dữ liệu và thuật toán ấy, thì có thể dạy triển khai độc lập với ngữ lập trình. Chúng ta có thể học lớp đó là học về cấu trúc dữ liệu, thuật toán mà nó không cần phải học, không cần phải dạy trên một cái cơ sở, trên một cái ngữ lập trình nào. Có thể học sinh có thể học cho có thể học mà cài đặt trên trên C cũng được, Pascal cũng được và Python cũng được. Tuy nhiên, cùng một cái lý thuyết về về thuật toán cài đặt trên ngôn ngữ C hay là Pascal và Python nó có những điểm lại có những điểm khác nhau, là có và có rất nhiều bài là có sự khác biệt rất rõ ràng giữa các ngôn ngữ đó. Cho nên là vì chúng ta là học trên Python, nên tôi sẽ dự kiến tôi sẽ dạy sâu hơn về Python, và chúng ta có tất cả các thuật toán đều được cài đặt trên Python hết, cho nên là cho thuận tiện cho chúng ta thực hiện chúng ta học. Như vậy cái phần đầu tiên này thì tôi dự kiến tôi trình bày tầm 3 phần. Một là các kiểu dữ liệu cơ bản của Python, hai là phần mở rộng khai thác thư viện và các kiểu dữ liệu của Python, và ba là lập trình hướng đối tượng của Python. Thì ba cái này theo tôi đều là phần rất quan trọng nhé. Bây giờ tôi xin phép là trình bày lượt bài học đầu tiên chúng ta hôm nay nhé. Chúng ta sẽ học lần lượt tất cả cái phần này. Phần thứ nhất nhé là các kiểu dữ liệu cơ bản. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python. Đó. Thì lớp 10 chúng ta đang dạy rồi đang học đang dạy cho học sinh lớp 10, thì lớp 10 thực ra chỉ học cái phần gọi là phần Python cơ bản thôi, còn rất nhiều thứ chúng ta là chưa học, là chưa chưa biết và chưa dạy cho học sinh. Thì ở phần này tôi sẽ nói nhanh để chúng ta hình dung ở trong Python nó có những kiểu dữ liệu cơ bản nào nhé. Thì đây tôi xin liệt kê ra này, những kiểu dữ liệu đã biết nhé, các cái kiểu dữ liệu đã biết này, đã biết hay đã học, đã biết đối với học sinh lớp 10 nhé, lớp 10 chúng ta đã biết rồi.
là kiểu như sau này, kiểu dữ liệu là in đúng không, là kiểu dữ liệu số nguyên, kiểu dữ liệu là float, float là kiểu dữ liệu số thực, là kiểu dữ liệu bool là kiểu dữ liệu logic, cái này chúng ta đã biết rồi. Ngoài ra chúng ta đã biết kiểu dữ liệu là string, hay là trong trong ở trong ở trong Python thì nó kiểu là str thôi, đây chính là kiểu dữ liệu là string, là sâu ký tự. Rồi chúng ta đã học là kiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng nữa là kiểu dữ liệu list, rất quan trọng list, đây nó là kiểu dữ liệu chúng ta dùng từ là kiểu dữ liệu danh sách. Thì kiểu dữ liệu này nó chính là có thể hiểu nôm na nó chính là kiểu dữ liệu mảng, nhưng mà sau này chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Đó, như vậy là ở trong cái trình lớp 10 chỉ có là int, float, bool, str, string và list là lại kiểu dữ liệu mà chúng ta đã học. Ngoài ra thật ra chúng ta còn học một kiểu dữ liệu nữa nhưng mà chúng ta không để ý thôi, chính là cái kiểu dữ liệu là range. Chúng ta học cái hàm range khi chúng ta dùng lệnh for đúng không nào, nó có cái hàm range này là dùng để duyệt và một cái duyệt một cái số nguyên từ 1 đến n chẳng hạn, từ 0 đến n trừ 1 chẳng hạn, thì chúng ta dùng hàm range. Chúng ta dùng cái hàm range của cái trong cái lệnh 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 for chẳng hạn, for i in range 10 chẳng hạn, đó là y chạy từ 0 đến 10 cho đến 9. Thì thực chất ra cái array này nó chính là một kiểu, nó là một kiểu dữ liệu, nó chính là một kiểu dữ liệu, chúng tôi ghi vào đây kiểu dữ liệu. Nhưng mà chúng ta biết là in là một, là float là hai, là bool này, str là range và list, đó là những kiểu dữ liệu mà chúng ta biết ở trong chương trình lớp lớp 10. Thì ngoài ra chúng ta sẽ phải biết thêm những kiểu dữ liệu sau đây này, là một là kiểu dữ liệu là tuple. Đó, dữ liệu là dữ liệu chúng ta bắt buộc phải biết, nó giống hết kiểu dữ liệu list, chỉ khác list là nó không thay đổi được dữ liệu, nó là cần là kiểu dữ liệu là một, hôm nay là kiểu dữ liệu là một cái dãy hàng, còn list là một dãy có thể thay đổi được, là list là một cái mảng, một cái array có thể thay đổi được, còn tuple là một cái dãy mà không thay đổi được, là tuple. Ngoài ra chúng ta sẽ phải học thêm hai kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là set là tập hợp và kiểu dữ liệu là dict là từ điển. Đó. Thế bây giờ tôi tổng kết lại nhé, như vậy là in, float, bool là kiểu dữ liệu và đơn quan trọng đơn giản là string, range, list, tuple, set và dict. Đó là những kiểu dữ liệu gọi là tôi gọi là kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta cần phải biết. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Như vậy là các kiểu dữ liệu cơ bản, các cái kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta cần phải biết, các kiểu dữ liệu cơ bản của Python nhé. Đó. Thì kiểu dữ liệu là gì, là in này, float này và bool này. Thì các kiểu dữ liệu này thì người ta tạm gọi là các kiểu dữ liệu đơn. Đây là các cái kiểu dữ liệu đơn. Dữ liệu đơn. Tức là mỗi một cái phần tử của nó chỉ là có một giá trị nào đó thôi. Được. Còn những kiểu dữ liệu khác mà chúng ta đã biết là str này, đúng không? Range, đây là một dãy các cái số nguyên này, hay là list này, hay là tuple là một dãy các cái là một dãy các phần tử mà nó là hằng số không thay đổi được, hay là set là cái mà là cái tập hợp và dict là các từ điển. Cái set dict tôi nói sau nhé, tôi sẽ học sau. Thì những cái kiểu dữ liệu này này thì ở trong Python thì ta định nghĩa là kiểu dữ liệu, tôi gọi là kiểu dữ liệu thùng nhé, dữ liệu thùng. Nó là dữ liệu không phải là một giá trị mà nó có nhiều giá trị bên trong, kiểu dữ liệu thùng. Như vậy là ở trong Python về về mặt kiểu dữ liệu thì người ta chia làm tổng quát chỉ hai loại, chỉ hai loại là đơn và thùng thôi, đơn và thùng. Đấy, chúng ta chú ý nhé, đơn và thùng có hai loại. Đó. Thùng là gì, là nó cho phép chứa các cái dữ liệu khác ở ở, ở bên trong, ví dụ nó là cái thùng, nó là một cái thùng mà nó chứa các dữ liệu khác ở bên trong. Đấy. Còn đơn nó chỉ có mình nó không chứa, không có gì là nằm ở trong cái số nguyên hay là số thực hay là logic cả. Còn str, range, list và tuple, set, list là có, là nó chứa các cái dữ liệu khác.
thì cái gì cái gì mô tả cái việc chứa đó thì chính là cái toán tử in, chúng ta chú ý nhé. Toán tử in là mô tả một cái đối tượng nằm trong một đối tượng khác, nó tử in. Như vậy là một cái đối tượng của dữ liệu mà nó hỗ trợ tử in thì nó chính là dữ liệu thùng. Để chúng ta cùng xem xét kỹ nhất để chúng ta hình dung. Đây. À, ví dụ tôi viết là S bằng là một thông ký tự. Đúng nhỉ? A, B, C, D, E, F như này. Đúng. Thì ta nhìn sâu thì nó là dữ liệu, vấn đề là dữ liệu đơn thôi. Nhưng thực ra không phải. Sâu là một dãy các ký tự. Và tôi có thể dùng ví dụ tôi viết là A, in S. Đấy, đúng rồi. Vậy là true. Như vậy là A, tự A nằm trong SC. Như vậy SC là kiểu dữ liệu hỗ trợ toán tử in. Cho nên nó là dữ liệu thùng. Dữ liệu thùng. Đấy. Hay là tôi viết, bây giờ tôi viết là một cái chúng ta dùng cái hàm range nhiều, nhưng mà chúng tôi viết R bằng range 10 có được không? Hoàn toàn được. Đấy. Viết như này, R là thuộc dữ liệu range đấy, vì tôi dùng cái lệnh dùng lệnh là type, lệnh kiểm tra dữ liệu của kiểu type error là thuộc kiểu dữ liệu là range, thấy bạn thấy nó là thuộc class range. Như vậy là error là một kiểu dữ liệu range và range là kiểu dữ liệu thùng. Ví dụ tôi lấy ví dụ như một in error là nó là true. Như vậy error nó hỗ trợ cái toán tử in, thấy không nào? Đấy, và như vậy nó là cái đối tượng thùng. Về list chúng ta hiểu rồi. Ví dụ tôi biết là A bằng một hai không trừ chín mười 15 chẳng hạn. Như ta với cái list A nó hỗ trợ toán tử in. Ví dụ tôi biết là một in A. Đấy, toán tử một có nằm trong A hay không là có là true. Ví dụ tôi biết là trừ 100 in A có nằm trong A không thì nó báo là không ngay. Không. Đúng. Thì như vậy là A cũng là hỗ trợ cái toán tử in. Như vậy A là đối tượng thùng. Tương tự như vậy tôi viết là tôi viết bên C, tôi viết là một nó là một cái dãy nhưng mà là nó chúng ta mô tả bằng dấu ngoặc. Đấy, 1 2 3 trừ 9 10. Đấy. Thì như vậy C nó là type C nó ra thì nó là dữ liệu gì? Nó thuộc dữ liệu là tuple. Đấy. Còn nhé. Tuple này nó khác với list, nó giống hệt list. À, chúng ta có cái hàm như hàm len là chúng ta làm được đúng không? C đây. Chúng ta có thể truy cập một kiểu một như là C không đây. Đấy. Như vậy là đối với tuple và list nó đều là dãy các cái phần tử mà chúng ta có thể truy cập từng từng phần tử một thông qua chỉ số của list và cái tuple đánh số từ 0 cho đến len len trừ 1. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Nhưng mà điều khác của cái list và tuple là list cho phép là thay đổi dữ liệu thoải mái. Ví dụ tôi viết A đây. A của A đây nó là 1, thì tôi thay đổi được A đây. Viết A không bằng bằng 1. Thì mới A thay đổi. A nó thay đổi. Nó thay đổi thoải mái. Có thể bổ sung được, có thể viết A này, pen này. Pen 1.000 vào vô tư nhé. Như vậy là A là có thể thêm bớt phần tử. Như vậy A nó là kiểu dữ liệu là tôi dùng từ là dữ liệu là khả biến đấy, không phải thay đổi được dữ liệu. Nhưng mà C thì không. C đây. C không là như thế này. Viết C không bằng 10 này nó báo lỗi ngay là không cho phép. Vậy là C là kiểu dữ liệu là tôi gọi là bất biến không thay đổi được dữ liệu. Được chưa? Bây giờ tiếp theo tôi mô tả game cái tập hợp. Tập hợp thì mô tả bằng là bằng cái dấu này. Đấy, như là 1 2 3 7 10. Thì như vậy DS thì là một cái tập hợp và S ra. Nó liệu test và với cái S là kiểu dữ liệu mà nó là cái dữ liệu gì tao cho được được phép bổ sung thêm phần tử. Ví dụ tôi S thì tôi dùng lệnh S bổ sung thêm phần tử như là 100.000 chẳng hạn, thì nó sẽ bổ sung thêm vào như này. Như vậy là S là cái dữ liệu là được phép bổ sung, cũng bị được phép thay đổi dữ liệu, được chưa?
và chúng ta kiểm tra xem S nó có rất nhiều phương thức, rất nhiều các lệnh đi kèm với kiểu dữ liệu tổ hợp. Đây. Rất là nhiều luôn. Đấy, thì cái này các bạn có thể, hôm nay tôi không thể nói hết được, tôi sẽ nói một vài lệnh và các bạn nên đọc thêm. Và các bạn theo tôi các bạn nên tìm hiểu trong cái cuốn sách của tôi viết ấy, hoặc là cuốn sách pattern cơ bản có, hoặc cuốn sách pattern nâng cao đều có những cái lệnh này rất quan trọng. Thì S tập hợp là một cái kiểu dữ liệu thùng, có thể thay đổi được dữ liệu và nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là muốn chúng ta muốn là tạo ra thuật toán tốt hay muốn cho sinh thi sinh giỏi thì bắt buộc phải phải học cái tập hợp này mà tôi sẽ nói sau nhé. Sang tiếp theo là cái kiểu dữ liệu là từ điển, rất là hay. Kiểu dữ liệu từ điển là như này, là kiểu dữ liệu là ánh xạ, là tập hợp ánh xạ của một cái khóa sang giá trị nào đó từ điển. Đây tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta sẽ học mà sẽ được làm bài tập rất nhiều liên quan đến tập hợp và từ điển, nhưng mà tôi nói sơ qua trước để chúng ta hình dung nữa, hình dung cho toàn bộ những cái kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta sẽ học, mà chúng ta sẽ biết. Thì kiểu dữ liệu tức là kiểu dữ liệu tập hợp thì dễ rồi, nó là một tập hợp các cái phần tử đúng không, V1, V2, còn VK tập hợp dễ rồi. Cái tập hợp thì ta hình dung người ta rất dễ, nhưng mà với từ điển thì khó hơn một chút. Từ điển thì như sau, từ điển thì cũng mô tả bằng giống hoặc nhọn như này đó, nhưng mà bên trong của nó là một tập hợp các cái ánh xạ từ tập hợp khóa sang từ khóa sang, sang 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 giá trị. Thì cái khóa người ta lấy ví dụ như vậy, ví dụ tôi mô tả nhé, ví dụ như là mô tả ví dụ như là với khóa là tên người, sau đó là hai chấm, sau đó là chín, như vậy đây là một cái ánh xạ là học sinh Hà có điểm là 9, tiếp theo là học sinh Bình có điểm là 10 chẳng hạn đó. Thì đây như vậy là đây là cái từ điển gồm có hai cái phần tử, mỗi phần tử như vậy là một cái ánh xạ, là một cái mỗi một cái phần tử của từ điển ấy nó làm ánh xạ dạng là gì, dạng làm cái khóa, thì viết là khóa nhé, khóa khóa ánh xạ hay là hai chấm, hoặc hai chấm sang là giá trị. Hay nói nôm na dễ hiểu hơn là mỗi một từ điển ấy, mỗi một cái từ điển ấy nó là cái gì, mỗi một từ điển thì nó là một cái ánh xạ từ tập hợp các khóa sang tập hợp các giá trị. Giá trị đó, ánh xạ này là nó có thể là dùng là làm khóa, dịu khóa có thể là tên người, giá trị là có thể là điểm, khóa có thể là tên học sinh, giá trị của nó là ngày sinh. Chúng ta có thể đặt thoải mái cái khóa giá trị này và thực tế sẽ dùng rất là nhiều đó nhé. Vì bây giờ tôi sẽ mô tả một chút thân để chúng ta hình dung là cái từ điển nó được mô tả như thế nào. Đây bây giờ tôi đây nhé, bây giờ tôi biết là D là một từ điển này, đây đơn giản là như này nhé. Đây bây giờ mà nhất là anh là khóa là tên người, giá trị là điểm của người đó. Đây à, đây nhé, hai chấm chín cho nó khỏe. Xong tiếp theo là người thứ hai là Bình chẳng hạn, Bình nhé, xong hai chấm vì hai hai người đó đây nhé. Đó bây giờ đây nó sẽ là bên đây, đây sẽ là một cái điển mà tôi sẽ kiểm tra file D nó ra, thì nó sẽ là và điểm là đích đích là từ điển đấy. Nhưng mà cái hay này chúng ta chú ý, tôi có thể truy cập vào từng cái khóa và tính được giá trị của nó bằng cách như sau. Tôi viết D xong gõ hai gõ dấu dấu này, gõ dấu ngoặc vuông và viết là đây đấy, xong đó dấu này. Thì đây là cách mô tả để tôi truy cập vào, tôi lấy khóa ra của một cái của lấy giá trị ra của một cái khóa. Như vậy D của Hà chính là Hà là chính là cái khóa, còn chính là giá trị. Đây bạn thấy không nào, D đây đấy. Được không nhé. Hay tôi làm ví dụ khác, ví dụ làm ví dụ hai, đây là ví dụ một nhé, ví dụ một là D, ví dụ hai tôi viết là D1 đi nhé, D1 này. Tôi làm cái tập hợp các khóa, khóa của tôi là gì, khóa của tôi là các số 1 2 3 4 khoảng 1 2 các số chẵn đi nhé, 2 4 6 8 đấy. Còn giá trị của nó
giá trị của nó tôi sẽ chỉ ra chị làm một cái số bất kỳ mà tôi muốn, ví dụ như là hai, giá trị của hai tôi đặt là một, nhân rộng phẩy, sau giá trị của bốn tôi đặt nó là gì, tôi đặt là bảy, tùy thôi nhé, xong phẩy giá trị của tám à, tôi đặt là 11, phẩy giá trị của 10 đặt là 13, ví dụ như thế nào. Vậy đây cho thấy là D1 là một cái từ điển ánh xạ từ 2 sang 1, từ 4 sang 7, từ 8 sang 11 và 10 sang 13, thấy không nào? Đấy. Và biên như vậy là cả khóa cả cả giá trị đều là số cả. Enter nhé. Bây giờ ta thấy là D1 này là 1 đúng không? D1 4 là 7. Bị D1, D1 là 5 có không? Có 5, trong khóa không có 5, enter nó báo lỗi nha. Các bạn có thấy chỗ này hay hay chỗ nào không nào? Các bạn có thấy cái lạ của cái từ điển không? Từ điển chúng ta truy cập khóa từ điển giống hệt như là truy cập chỉ số của dãy. Đấy, cái này, đây, cái này các bạn mà chịu có một chút này. Đây tôi mô tả một chút trước khi chúng ta cách truy cập khóa là như sau, là chúng ta viết D, xong chúng ta viết D, chúng ta viết mở ngoặc đơn, sau đó là khóa, thì cái lệnh này nó sẽ trả lại giá trị là trả lại giá trị là cái giá trị của nó, giá trị của khóa. Đó. Thì các bạn thấy như vậy cái D cái chúng ta truy cập vào phần tử của khóa thì cái mô tả của D này giống hệt như là việc truy cập phần tử của list và của tuple. Các thấy không? Chúng ta thấy giống hệt không? Dùng giống ngoặc vuông. Bây giờ ở trong cái ở trong ngôn ngữ lập trình nào thì cái mảng ấy, khi chúng ta mô tả cái mảng thì chúng ta mô tả truy cập phần tử của mảng chữ này y như này. Đúng không? Đấy. Thì D cũng vậy, D cũng như này. Đấy, giống như này. Nhưng mà điều khác biệt là cái chỉ số của dãy là nó phải liên tục từ 0 đến n trừ 1. Còn D thì không. D thì không nhé. D thì là cho thấy D nó chỉ, đây là D nó chỉ có là D2 này thì có này, D4 có này, D8 có, D10 có nhưng D5 không có. Như vậy là nôm na nên chúng ta hình dung D1 như một cái dãy chẳng hạn, một cái list chẳng hạn, thì như vậy các chỉ số của đó là nó không liên tục, không liên tục. Thì đó là cái đó chúng ta nó trước như vậy thôi, và chúng ta sau này chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa cái này là cái rất là mạnh luôn, rất là mạnh của từ điển. Có lẽ từ điển là một trong những kiểu dữ liệu mà mạnh nhất của Python, nhất và mạnh như nào chúng ta sẽ học sau nhé. Đấy, như vậy chúng ta tôi vừa mới nói sơ sơ qua để cho chúng ta hình dung được những cái kiểu dữ liệu tôi tạo gọi là rất là cơ bản của Python. Nó gồm có là kiểu dữ liệu số nguyên, số thực và bool, cái này chúng ta đã rất thạo rồi, dạy học rất nhiều rồi. Còn kiểu dữ liệu thùng thì range chúng ta hay dùng nhất là thông qua các cái lệnh này. Thông qua các lệnh for để dùng các lệnh lặp. Còn string chúng ta cũng dùng rất là nhiều, list dùng rất là nhiều, nhưng mà tuple thì chưa, nhưng mà tuple rất là giống list, chỉ khác là không thay đổi được thôi. Còn set và dict là hai kiểu dữ liệu rất là quan trọng. Hai kiểu dữ liệu này đều là hai kiểu dữ liệu là có thể thay đổi được dữ liệu nhé, thay đổi được giá trị của nó, và cái em và nó rất quan trọng. Đấy. Được rồi, thế bây giờ tôi nói thêm mẹ em và cái ý thứ hai, vừa nãy là chỉ nói được ý ban đầu thôi, là cái ý nói về các kiểu dữ liệu cơ bản. Bây giờ tôi nói sang phần thứ hai. Là chúng ta sẽ phải phân biệt với một dữ liệu ở trong Python thì chúng ta phải phân biệt như sau nhé. Cái này còn cái này tôi từng hay nói rất nhiều ở trong các những cái buổi mà học mà nâng cao trước đây đấy nhé. Mình tôi nói thêm một ý nữa rất quan trọng là đối với Python thì chúng ta cần phân biệt như sau. Ở trong Python thì mọi mọi đối tượng mọi mọi dữ liệu đều là đối tượng. Đều là đối tượng có nghĩa là nó là object nhé. Các bạn thấy là số nguyên những thứ viết tay viết lấy xì bằng hai chẳng hạn, thì hai nó là đối tượng số 2 nằm trong cái lớp là lớp in, lớp in hai. Hay tôi viết là y bằng bằng 1.7 thì nó là một kiểu dữ liệu số thực.
mà một là một đối tượng dữ liệu số thực, đối tượng đó là thuộc cái lớp là lớp số thực, là lớp float nhé. Thì như vậy là ở trong Python thì mọi thứ đều là đối tượng hết nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ rất quan trọng sau đây, chúng ta cần phân biệt, rất quan trọng cần phân biệt cái này, chúng ta chú ý cần phân biệt khái niệm là đối tượng object, đối tượng nhé, đối tượng dữ liệu, và cái khái niệm thứ hai là khái niệm là giá trị, là value, giá trị, là giá trị, được chưa? Đó thì hai cái này nó khác nhau như thế nào thì bị tôi nói luôn này, cái phần này tôi nói rất là khá nhiều lần rồi nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa cho chúng ta thấy nhé, thì nó khác nhau như thế nào đó, và cũng thông qua cái này chúng ta có hiểu ngay được cái cách mà Python quản lý các cái biến, khi tôi viết là x thì bằng 2 đấy, thì tức là cái gì đấy, thì là cái gì thì có thể kết luận luôn là ở trong Python thì mọi cái biến nó đều là cái nó là con trỏ hết, khi tôi x bằng 2 là cái tên x nó trỏ vào cái đối tượng là 2, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi cho phân biệt thế nào là đối tượng, thế nào là value. Thì như này nhé, ở trong Python ấy chúng ta hiểu chúng ta thấy là một đối tượng, thì hiểu nôm na là mà đối tượng là một cái làm nôm na nó làm một cái object dữ liệu cần quản lý, và object đó nằm ở trong bộ nhớ. Khi tôi một thì tôi tạo ra một cái đối tượng dữ liệu nào đó, cụ thể nào đó, khi tôi x bằng 2 chẳng hạn, thì máy tạo ra một đối tượng là 2, và đối tượng này là nằm ở trong bộ nhớ. Đây là bộ nhớ đấy nhá, nó sẽ nằm trong cái bộ nhớ, cái vùng bộ nhớ nào đó. Đấy, đây là một object, trong bộ nhớ, được chưa? Thì đối với Pascal và C thì cũng như vậy, nhưng mà cái điều khác biệt nhất là như sau, là cái đối tượng ở trong Python ấy, một cái đối tượng ở trong Python thì nó có bốn cái thuộc tính, nó có bốn cái thông tin. Mỗi một cái object ở trong Python nó có bốn cái ngăn thông tin. À, không không phải là một ngăn nhé, nó có bốn cái ngăn thông tin như sau, tôi mô tả bốn ngăn. Cái ngăn đầu tiên là cái ngăn là nó có là mô tả cái kiểu của đối tượng này. Đây này là số nguyên hay là số thực, hay là kiểu string, hay là kiểu list, hay là kiểu tuple, hay là kiểu set, hay là kiểu dict. Nó là cái kiểu của nó. Hai là cái giá trị value. Đấy, value. Như vậy là đối tượng khác mà là value khác, value nó chỉ là một thông tin của đối tượng thôi, nó không phải là đối tượng, chứ không phải được biết với đối tượng. Và cái thứ ba là cái địa chỉ bộ nhớ, là chính là cái hàm id, là cái địa chỉ bộ nhớ của cái đối tượng này ở trong trong bộ nhớ. Và cuối cùng là một tham số nó có tên là ref count. Đây là cái số lượng các cái biến mà trỏ vào cái đối tượng này, số lượng biến hay là tên trỏ vào đối tượng này. Đấy. Như vậy là chúng ta nhớ là kiểu khác nhé, và value là khác nhé. Hai đối tượng mà là chúng ta như vậy là đối tượng là khác và giá trị là khác nhé. Giá trị chỉ là một thông tin nhỏ của đối tượng thôi nhé. Hai đối tượng là bằng nhau khi gì hai đối tượng mà giống nhau khi và chỉ khi cái hàm ID của chúng là giống nhau, tức là chúng nằm ở cùng địa chỉ ở trong bộ nhớ nhé. Thì hai đối tượng mà giống nhau thì suy ra là chúng có cùng giá trị, nhưng mà ngược lại là có thể hai hai đối tượng khác nhau cũng có thể là gì, là giá trị cũng có thay đổi, tức là hai đối tượng khác nhau có thể là có chung, có giống nhau về về giá trị. Thì cái hàm mà chúng ta phân biệt hai cái hàm nhé, trong trong Python cái hàm is là hàm kiểm tra,
kiểm tra hai đối tượng trùng nhau hay không, hai đối tượng có trùng nhau hay không, am is. Còn cái dấu bằng này là kiểm tra bằng cái giá trị, để kiểm tra bằng chúng ta nhận có hai hạng nhé, kiểm tra giá trị có bằng nhau hay không, như vậy là giá trị khác và đối tượng khác nhé, giá trị có bằng nhau hay không, bằng nhau hay không đó. Đây tôi lấy ví dụ cho bạn xem nhé. Đây. Bây giờ tôi viết là như vậy, tôi viết là A bằng 1 2 3. B bằng 1 2 3. Này thôi, nhưng mà AB là AB đều là có cùng giá trị là chính là cái dãy của 23, cho nên là AB là bằng nhau này, AB là bằng nhau. Thấy con nào? Mà A có phải mà đối tượng không thì nó là không. AB là nằm ở AB là nằm ở hai cái, khi mà tôi viết là A bằng 123, máy tính sẽ tạo ra một đối tượng là một hai ba và A nó chọi vào đấy, thì khi viết B bằng 123 nó tạo ra một đối tượng khác, và hai đối tượng này là nằm hai hai vị trí khác nhau. Như vậy nó là nó khác nhau, A is B là khác nhau, vì ta thấy id D của A chính là cái địa chỉ bộ nhớ mà chứa cái từ A, cái nằm ở đây này, còn ID của B là nằm ở chỗ khác. Hai cái này nó là nó khác nhau. Thấy con nào? Bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ mà rất quan trọng. Đó. Được rồi, thì phần đây đây là cái phần mà tôi đã rất nhiều lần ở trong các cuộc trong những cái buổi mà chúng ta làm, tôi nói trên bày trong những rất nhiều cái buổi mà nói tổng quan về 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 Python, bị tôi nói lại thôi. Đấy. Bị tôi nói sang thêm một định nghĩa nữa. Như vậy hôm nay là buổi mà tổng quan, cho nên chúng ta thấy rất nhiều định nghĩa đấy. Thì các bạn sẽ thấy hơi 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 bừng ngợp một chút nhé. Nhưng không sao, chúng ta cứ bình tĩnh. Không có gì cả. Dần dần tôi sẽ hóa giải hết tất cả những cái này. Bị tôi nói sang thêm một ý nữa rất quan trọng nữa. Rất quan trọng luôn là như thế này. Là các cái đối tượng đấy, đối tượng dữ liệu ở trong Python thì nó chia làm hai loại. Một loại nó gọi là bất biến. Bất biến là loại dữ liệu mà không cho phép thay đổi được giá trị của đối tượng. Còn loại thứ hai là khả biến, là cho phép thay đổi được giá trị. Khả biến, cái này rất quan trọng luôn, cái này rất quan trọng. Như kiểu dữ liệu như là in này, float này, bool này, dữ liệu đơn thì tất nhiên là bất biến. Tiếp theo là string này, tuple này, hay là range, anh cái dữ liệu ta đã biết. Thì tất cả các dữ liệu này là dữ liệu là bất biến. Còn khả biến gồm có dữ liệu là list là khả biến, dữ liệu là set là khả biến được phép thay đổi, và dữ liệu là dict là khả biến từ điển. Mình thực ra trong Python chỉ có ba cái kiểu dữ liệu khả biến hay dùng nhất là list, set và từ điển thôi. Đấy, là chú ý nhé. Đây cho các bạn xem cái này là rất quan trọng. Đối tượng khả biến nó được phép thay đổi giá trị, còn là bất biến thì không thay đổi giá trị. Cái này là nó cái khái niệm này là nó khác hẳn so với khác hẳn về về cái tư duy thiết lập về thiết lập cái đối tượng và tư duy làm việc với nó khác hẳn so với C và Pascal. Chứ cái chỗ này là một trong những chỗ mà ai mà lập trình thạo Pascal hay C là chuyển sang Python nó rất là lung túng. Rất nhiều người rất lung túng, bao giờ lập lập trình C rất là thạo C, nhưng sang bên này là nó lung tung lung ra. Các bạn chỗ này rất cần chú ý nhé, cần rất chú ý. Đấy, thì bây giờ tôi dựng nhanh cho các bạn là như vậy, là khả biến là nó như thế nào. Đây bây giờ tôi viết là a này cho a là một hai ba như này nhé. Thì viết như này là gì, là máy sẽ tạo ra mà chương trình sẽ tạo ra một đối tượng, một cái đối tượng là list nằm trong bộ nhớ đây, và gán cái tên a trỏ vào cái đối tượng đó. Như vậy a chính là cái đối tượng đó, nhưng mà tôi hiểu a chính là cái đối tượng mà đang làm việc với cái đối tượng là list đó nhé.
thì dữ liệu đó nó sẽ nằm trong bộ nhớ với cái địa chỉ là như thế này. Đây chính là cái địa chỉ bộ nhớ mà đang lưu cái đối tượng này, được chưa nhé. Rồi thì bây giờ tôi viết ra, tôi pen là 10 thì nào. A bản thân giá trị của A thay đổi, A tăng thêm 10. Nhưng mà cái ID của A vẫn như cũ, thế là đối tượng A vẫn như cũ. Như vậy là vì sao? Bây giờ cảm thấy cái đối tượng A không thay đổi, vẫn là đối tượng đó, nên là A vẫn là người, vẫn nằm trong bộ nhớ đó. Thì cái đó thì A, như vậy cái này thì tôi gọi A là gì? A là đối tượng là bất biến, là khả biến, được chưa nhé. Bây giờ tôi làm này, các bạn thấy là bây giờ tôi xem lại, thế nào là bất biến nhé. Đây bây giờ tôi viết là x gì bằng 1.23 như này. Như này thì là máy sẽ tạo ra một đối tượng là số thực nằm trong bộ nhớ, và khi mà tôi gán x gì tôi trỏ vào cái đối tượng đó, đúng đây là cái địa chỉ của đối tượng đó. Đây thì nhé. Rồi bây giờ tôi tăng x lên 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 một đơn vị, x bằng x cộng 1. Đó. Tôi hỏi là x mới này có phải chính là cái đối tượng cũ này không? Có phải nó nằm trong bộ nhớ này không? Kiểm tra lại này, không phải. Vì khi tôi biết x cộng 1 này tăng x lên một đơn vị, nhưng vì bản thân x là đối tượng, là bản thân số thực là khả biến, cho nên máy không thể nào mà thay đổi giá trị được nữa. Cho nên máy sẽ phải tạo ra một đối tượng mới cộng vào đối tượng cộng vào x cũ và gán vào đối tượng mới ở đây. Và bây giờ tôi thấy chúng ta kiểm tra ID của x nó là cái này. Nó là cái mới tinh này. Đây, giá trị này này. Đây là giá trị mới của ID của x, nhớ nó khác với cũ. Khác cũ là cái này đây. Đấy, có thấy nó khác nhau không nào? Đó. Như vậy là cái x mới này là khác với x cũ nhá. Vì là do x là nó làm bất biến. Đây là chỗ mà tôi nói khó hiểu. Nhưng mà nôm na để các bạn hình dung như vậy là ở trong Python thì khái niệm đối tượng là nó phân biệt khái niệm đối tượng và giá trị. Mỗi đối tượng là nó có bốn tham số, bốn thông tin, cho nó giá trị là một trong bốn cái thông tin của đối tượng. Ngoài cái giá trị ra còn có thông tin là kiểu của đối tượng đó này, ID tức là cái vị trí bộ nhớ của đối tượng đó này, và cái reference count là số lượng các cái biến trỏ vào. Như vậy là có bốn cái tham số, bốn cái thông tin, và kiểu dữ liệu nào mà giá trị của nó khi tạo ra không thay đổi được nữa thì nó gọi là bất biến, còn giá trị thay đổi được thì nó đang là khả biến. Cái điểm này là nó khác biệt với C và Pascal. Tôi thêm một chút về C và Pascal nhé. Ở trong C và Pascal tôi làm thế nào tôi làm, khi viết là x bằng 10 thì máy nó sẽ gì? Máy nó sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái ô và gắn cứng x vào cái ô đó là 10 đây. Đấy. Bây giờ tôi viết là x bằng x cộng 1 thì máy sẽ tăng cái này lên một đơn vị nữa là 11 và vẫn nằm ở chỗ đó. Như vậy là ở trong đối với Pascal và C thì x mới là 11 này, nó chính vẫn là vị trí, nó vẫn là cũ này, vẫn là một, vẫn là cũ của nó, vẫn là cùng vị trí này. Hay như vậy, nếu mà ta dùng cái ngôn ngữ tư duy của Python mà nhìn sang C Pascal thì mọi đối tượng ở trong Pascal, ở trong C đều là khả biến hết, đều thay đổi là dữ liệu hết. Vì ở trong Python thì là cái đối tượng đó nó chỉ là dữ liệu và nó nằm ở trong bộ nhớ, và ta thay đổi dữ liệu thoải mái. Nhưng mà ở trong Python thì không như vậy. Rồi thì đó là cái phần thứ hai của tôi nói là thời gian là chúng ta rất là ít, rất là gấp luôn đúng không nhá. Rồi bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là ở trong Python còn một kiểu dữ liệu nữa quan trọng nữa mà rất tiếc là trong sách giáo khoa rất ít nói đến, hầu như không đến trong sách giáo khoa lớp 10. Cái đầu trí thức là không có, và trong sách giáo khoa cái đầu trí thức lớp mà lớp 11 là cái cánh diều chỉ nói ở dạng một cái bài bài đọc thêm, tức là cái kiểu dữ liệu file nhé. Bây giờ nói sang cùng các bạn chúng ta cũng xem lại một chút kiểu dữ liệu file. Thì file rất phức tạp, nhưng chúng ta chỉ nói những cái dạng file là file văn bản thôi, là cái file khi chúng ta làm tất cả các cuộc thi
Thi học sinh giỏi hay là thi gì, thi thì trong lập trình chúng ta đều phải phải đăng nhập, phải đọc dữ liệu đầu vào và đầu ra từ các file văn bản, in out từ file văn bản hết. Cho nên là cái thật ra còn một đối tượng dữ liệu nữa là đối tượng dữ liệu file, đối tượng dữ liệu file rất quan trọng nhé. Dữ liệu file thì cái file này là file văn bản, file văn bản được chưa? Thì là thì chúng tôi nói nhanh cái lệnh chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ file văn bản và ghi ra văn bản thì ghi như thế nào. Đấy, thì bây giờ chúng ta hiểu thế nào là cấu trúc của một cái file văn bản đã nhé. Cấu trúc một cái file hay một cái tệp văn bản nó là cái gì? Một cái file văn bản ở đây hiện tôi chúng ta hiểu là một cái plain text file, đúng không? Thì một cái plain text file ở trong ở mà trong Python chúng ta hiểu rất giản, nó là chỉ là gì, nó là một cái nó là các cái dòng, bao gồm các dòng dữ liệu thôi, các cái dòng dữ liệu, mỗi dòng, mỗi một cái dòng như vậy nó là một số ký tự. Thì tất cả chúng ta đều phải đọc từ các file này hết. Ví dụ đấy, ví dụ một cái file nó có dạng là như này, ví dụ một cái file nó có dạng là dòng thứ nhất là số n với số 5 chẳng hạn, dòng thứ hai là năm số cách nhau bởi số cách, ví dụ như là 3 0 trừ 1 7 10, đó là một cái dạng file như vậy. Ví dụ một cái dạng file khác, dòng đầu tiên là gồm có hai số là m và n, ví dụ như là 5 và 7. Đấy. Dòng thứ hai là một dãy gồm có 5 số 3 7 trừ 1 0 0. Dòng thứ ba là một dãy gồm có 7 số, như vậy 3 2 1 0 3 4 5 6 7. Đấy, như vậy. Đó là đây một dạng dữ liệu khác. Hoặc là một dạng dữ liệu khác, ví dụ như là như này. Ví dụ là một dạng dữ liệu khác, dòng đầu tiên là số n chính là số 5 chẳng hạn, sau đó là 5 dòng tiếp theo là năm tên của 5 người, ví dụ như là Hà, Bình, Hoa, Vinh, Quyên, lấy ví dụ như vậy thôi. 1 2 3 4 5. Thì như vậy là tất cả các dạng dữ liệu chúng ta đã biết rồi. Hầu hết là có. Bây giờ chúng ta sẽ học nhanh cái cách mà chúng ta làm việc với tệp dữ liệu và in ra như thế nào nhé. Như vậy là tất cả các cái ở trong Python thì tất cả các cái tệp dữ liệu văn bản đều như sau, đều gồm có nhiều dòng và mỗi một dòng là một gì? Mỗi một dòng là một số ký tự, là một số ký tự. Được chưa? Thì nói thêm một chút, khi chúng ta tạo ra cái sâu thôi được. Đây bây tôi có thể là tôi sẽ lập trình ngay cho các bạn xem một cái bài mẫu nhé. Để chúng ta thấy là chúng ta làm như thế nào. Đấy thì đây, bây tôi làm mà tôi sẽ làm luôn cho các bạn là hai cái ví dụ để chúng ta hình dung như nào nhé. Bây giờ tôi tạo trên màn hình của tôi là hai cái tệp dữ liệu, tôi làm nhanh cho các bạn xem nhé. Tệp dữ liệu một là gồm có dòng đầu tiên là một số n, và dòng thứ hai là n số, như là 1 1 10 1 2 3 4 5 nhé. Đây là vài biệt bài này, tôi ghi lại này, tôi ghi lại cái file này liên lại với cái dữ liệu cái bài của chúng ta. Tôi đã tạo ra một cái thư mục mà chứa cái bài của chúng ta. Nếu chúng ta lớp nào để tôi kiểm tra, nó có nhiều file quá, đâu nhỉ? À, trong desktop này, trong desktop rồi. Đây đây đây, để tôi một chút, tôi ghi vào đâu nhỉ? Bài tập đợi, mình cho làm một chút nào. Đây đây tôi làm ở đây trong này. Đấy. Trong cái lớp tập huấn 1 đây nhé, bài 1 đây. Đây nhé. Ghi vào đây nhé. Bây giờ tôi muốn tạo ra cái file văn bản thì tôi bấm vào chỗ ở chỗ này này, chỗ Python này, tôi bấm vào đây và tôi tìm cái file, tìm một dạng dạng file là plain text. Đây nó là plain text đây, đây plain text đây đó, và đặt tên viết là tên viết là data data một
Ví dụ như vậy nhé. Đấy. Bây tôi làm một cái file thứ hai. Một cái file thứ hai là như sau, một cái file thứ hai là như thế này. Thế tiếp theo file thứ hai là dòng đầu tiên là một số nguyên này. Xong dòng file thứ hai đơn giản hơn là chỉ có là một dãy n số thôi nhé. 1 này, 0 này, trừ 9, 1 này, 9 này, 10 này, 8 này, 5 này, 7 này, 20. Đấy. Cùng đúng một hàng như này. Đấy. Và tôi ghi ra. Đây là bài data 2 nhé. Tôi chọn này. Tôi chọn kiểu file là plain text. Plain text. Và đây là data 2. Data 2. Tôi làm nốt một cái bài thứ ba đi. Tôi sẽ làm các bạn, tôi làm 3 mẫu để các bạn đọc như nào nhé. Bài thứ ba này là tên thôi. Tên người. Rồi, cứ viết tên cho yên tâm nhé. Nguyễn. Nguyễn Việt Hà này. Như Lạc này nhé. Ngày thứ ba là Trần, ví dụ Trần Oanh. Ngày thứ tư là Lê Lê Quang Vinh. Ngày có 4 người nhé, không quan trọng bao nhiêu người. Đấy, chúng ta chú ý là thường nói sau cái chỗ Lê Quang Vinh này, ở đây tôi có thể enter cũng được, enter cũng được, không sao cả nhé. Chỗ này thì cho các bạn enter thì máy hiểu dưới này nó là một cái dòng này, nó có thêm một cái dấu số dòng thôi, không quan trọng, để lại được họ tôi đây cho enter cũng được, không sao. Đấy, này không sao, để như này thì máy hiểu là nó có 4 dòng thôi, mà dòng dòng thứ tư là nó có dấu số dòng ở cuối nhé. Để tôi ghi cái bài này thành bài số 3. Là plain text. Bạn dừng lại lâu một chút để chúng ta thấy quan trọng. 3 in. Bây giờ tôi viết một chương trình đọc dữ liệu của ba cái anh này nhé. Đây, thế bây giờ tôi tạo ra một cái file mà tôi đọc dữ liệu, cái file này là phải đọc dữ liệu. Đọc dữ liệu. Làm cho một file nó nhanh dữ liệu nhé. Từ các tệp thêm. Và này tôi ghi ra là file, đọc file. Đấy. Được chưa? Nhé. Thế thì ở đây tôi muốn ghi ở đây một số những cái lệnh chính này. Thì muốn mà đọc file thì chúng ta phải, hay muốn đọc ghi file chúng ta phải tạo ra cái đối tượng file. Đấy, thì cái lệnh mà tạo đối tượng file là như sau. Lệnh tạo đối tượng file mà để làm việc với nó là như sau. Chúng ta dùng lệnh là một cái tên ký hiệu là f chẳng hạn là đối tượng file, chúng ta viết là lệnh đăng trên này là lệnh là open. Open. Xong mở ngoặc xong chúng ta đây là tên file. Đây là tên tệp. Tên tệp. Sau đó dấu phẩy, sau đó là một cái ký hiệu. Ký hiệu này là hoặc là chữ R là để mà chỉ đọc, hoặc là chữ V kép là dùng để ghi. Đấy. Hoặc là chữ A để ghi bổ sung vào cuối. Một trong ba ký hiệu này, nếu mà chữ R có thể bỏ qua thì thường bạn sẽ đọc. Và tiếp theo nữa, nếu mà cái file chúng ta mà chứa dữ liệu là tiếng Việt thì chúng ta thêm một câu nữa là encoding. Encoding bằng là UTF-8, UTF-8. Để nó đó. Thì cái lệnh này nó sẽ tạo ra một đối tượng là mở, tạo ra một đối tượng là file, là F. Như vậy đây này là F, nó sẽ là một đối tượng dạng file, và sau khi mở ra thì chúng ta có thể là hoặc là đọc hoặc có thể ghi nhé. Thế thì tôi sẽ mô tả nhanh các lệnh đọc này. Các lệnh đọc của nó chỉ có mấy lệnh thôi, rất đơn giản. Các lệnh đọc dữ liệu nhé, các lệnh đọc dữ liệu. Thì sẽ đọc theo từng dòng một thôi nhé. Lệnh đọc là như sau này. Cái lệnh là f chấm là read read line. Đây là lệnh đọc từng dòng một của
nó trả về là các cái sông ký tự, mỗi sông tự là một dòng. Chúng ta nhắc lại là mỗi cái file như vậy nó cũng có nhiều dòng, nhiều dòng, mỗi dòng như vậy là một sông. Đây là một dòng sông ký tự vẫn đọc lần lượt, đọc trên dưới là đọc thành 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 nhiều dòng. Lệnh thứ nhất nhé, lệnh này đọc cho từng dòng này, chúng ta ghi nhanh nhé. Lệnh thứ hai là lệnh là F red line, có chữ S ở cuối. Đấy. Lệnh này là đọc tất cả các dòng từ vị trí enter đến cuối, đọc tất cả các dòng cùng một lúc và đưa vào trong máy tính như là một cái list các cái sâu ký tự. Đấy. Thì cái lệnh hai này nó tương đương lệnh sau đây này, tương đương cái lệnh là F là list F cũng như vậy, đọc toàn bộ F vào trong cái dãy và vào trong cái list, các cái mỗi một phần tử của list là một dòng ở trong cái file đó. Như vậy là như nhau nhé. Hoặc chúng ta có thể dùng lại sau đây để chúng ta duyệt duyệt các cái dòng của F là như sau, là chúng ta có dùng dùng là for line in F. Đấy, như vậy đọc được cái line này là cái biến, nó sẽ đọc lần lượt tất cả các dòng của F và đưa vào trong bây giờ đưa vào chúng ta xử lý được. Như vậy là lệnh đọc chỉ có ba lệnh thôi, lệnh ba lệnh chúng ta hay dùng nhất là ba lệnh này. Thông thường có thể dùng lệnh read line này, hoặc là lệnh list này, hoặc là read line, hoặc dùng lệnh này là ngắn nhất, đó là cái lệnh đọc nhé. Còn cái lệnh ghi, đây là khi chúng ta mở ra với dạng đọc chúng ta đọc, còn ta mở cái ghi thì các lệnh ghi thì tôi chỉ xin phép nói như sau. Các lệnh ghi thì chỉ có thể là theo tôi thì chúng ta nên dùng một loại thôi, là chúng ta dùng lệnh print nhé. Chúng ta coi như là cái file đó là một màn hình, chúng ta dùng lệnh print là nhanh nhất, dễ hiểu nhất. Lệnh print thì lệnh print là như sau. Lệnh print bình thường chúng ta có thể in ra là v1 v2 chấm 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 vk bất kỳ, đúng không nào? Đấy, bình thường chúng ta in ra như này thì nó in ra màn hình đấy. Và nếu chúng ta muốn in ra file, chúng ta viết thêm dòng dòng lên là file bằng f đó, thì lệnh này nó sẽ in ra cái file đó. Và ngoài ra nó có thêm các thông tin như là các cái tham số như là n bằng vẫn tính như thường, như n bằng như này vẫn tính như bình thường đấy, đấy tính như bình thường, và cái f và cái thêm cái file bằng f thôi đấy. Vậy là rất thuận tiện khi chúng ta in ra nhé. Thế thì tôi lấy ví dụ nhá, tôi làm bài 1 này. Bài 1 tôi sẽ đọc ra từ data 1 nhá. Đấy, bây giờ tôi đọc ra là tôi đọc vào là tôi đọc cái số 5 là đọc vào thành một số n trong trong máy tính nhé. Và tôi đọc cái dòng này ra và tôi tách ra thành một cái dãy các cái phần tử của cái dãy này nhé, thành một cái dãy. Sau đó tôi sẽ tính tổng của nó, tôi in ra màn hình. Được chưa? Đó là bài đọc file 1 nhé. Đây, bài 1 nhé. Đọc 1 nhé. Thì như sau này. Đọc cho các bạn xem nhé. Đây này. Đây là như này nhé, đọc từ 1 nhé. Thì chúng ta phải tạo ra một cái file FI, đặt tên file chúng ta trên cái file chúng ta phải là data, cái file Python để ở trong cùng thư mục với cái cùng thư mục với cái file dữ liệu, như vậy thì đỡ ấy. Đấy. Vậy đây là chữ cái tên file nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo ra cái đối tượng file này. Tôi viết là file bằng F bằng là open, thì thế nào? Open là FI. Đấy. Có thể thêm là R nữa nhưng mà cái R có thể bỏ qua được. Thì file của chúng ta là không không thứ duyệt, cho nên là không cần thiết có cái không thiết có cái encoding. Encoding nhá. Đấy, như vậy đây. Đây là lệnh là ta mở file nhé. Rồi. Tôi đọc này. Đầu tiên tôi đọc là dòng đầu tiên là tôi đọc vào là N. Đầu tiên là cùng cái làm in và là F read line. Nhớ lại nhé. Deadline này là lệnh một dòng từng dòng dòng một, thì nó đưa vào cái dòng dòng đầu tiên đưa vào và chuyển sang in thì nó chính là n, đúng không nào? Đó, dòng thứ hai tôi dùng lệnh deadline này, line tôi chuyển vào tôi f chấm deadline, đúng không nào? Giống nhé, đây là hai dòng, đúng không? Đây, dòng thứ hai đây.
dòng thứ hai đây, dòng thứ hai đây thì nó là một dãy các cái số, tôi làm đọc vào dạng dạng sâu. Bây giờ tôi muốn chuyển cái sâu này sang số, tôi làm như sau. Tôi dùng lệnh ở đây, tôi dùng là a bằng đây, thằng này tôi viết này, cái line đó, những cái line đó này tôi muốn chuyển là một sâu, tôi chuyển sang thành thành dãy. Tôi dùng lệnh split ra thành, và cái line chấm split này nó là một dãy các cái sâu. Vì tôi muốn chuyển sang sâu thăng số thì làm như sau. Cái lệnh là cho ta biết rồi, cái lệnh là nó là list comprehension, đây là như này in for x in. Đấy. Vậy là cái dòng này là chuyển từ F vào là đọc thành N. Đây là chuyển từ F vào dòng thứ hai là một sâu. Tôi dùng lệnh này tôi chuyển thành 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 cái thành, thành cái dãy số. Lệnh này này in x for x in line split. Đấy, cái này chúng ta nhớ nhé. Đây các bạn làm nhiều rồi đúng không nào? Và đây tôi đã xử lý xong, và khi xử lý xong một cái file thì đóng lại dùng lệnh F close thì đóng lại. Đây mình in ra này, tôi đầu tiên tôi in n ra này, dòng thứ hai tôi print print cái a ra. Đấy. Thử nhá, các bạn xem nhé, kết quả nó ra, nó sẽ in ra n là 1 và a là 2. Đây, đây. Bạn chạy thử. Nó sẽ in ra là dòng đầu tiên nó sẽ là 5 này, dòng thứ hai nó là 1 0 trừ 1 18, nó chính là cái này này. Nó chính là cái này, 1 0 trừ 1 18, thấy không nào? Nhặt nhau. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ tôi thôi bây giờ tôi làm xong cái data 3 nhé. Data 3 là ở đây nó có n người, nó có n người, tôi sẽ đọc lượt vào và tôi chuyển chuyển cái này thành 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 một sâu các phần tử của một cái dãy thôi. Một dãy, một phần tử của dãy là một cái tên người mà tôi in ra nhé, đơn giản. Vậy tôi bây giờ tạo ra một cái file là file đọc file 3 nhé. Đây. Bây giờ tôi đây. Bây giờ tôi new một cái mới và đọc dữ liệu 3. Dữ liệu 3. Được chưa nhé. Đây. Làm nhanh cho các bạn xem nhé. Đây là F này. Tôi sẽ đọc dữ liệu từ bài từ file data 3. Như vậy F là cái là tên file nhập vào. Nó sẽ là file nó là data 3.in. Được chưa? Rồi. Đó tôi bắt đầu này. Tôi viết là F bằng open. Open và để R ở đây nhé. File này là file code tiếng Việt chứ bắt buộc phải có cái encoding nữa. Encoding bằng UTF-8 bắt buộc phải có, không đọc được. Đấy, nhé. Đây là lệnh này là lệnh tạo ra đối tượng là đối tượng file và mở luôn cái file ứng với cái tiệp dữ liệu data 3 này. Đấy, nhé. Và bây giờ tôi sẽ làm như sau. Rất đơn giản thôi, bây giờ tôi làm như sau. Tôi duyệt trên cái F bằng cái lệnh này, bằng cái lệnh là for line in F mà tôi đưa vào một cái bảng A thôi. Yeah. Đây tôi viết là danh sách đi, tôi viết là một cái bảng như này. Và tôi chỉ viết là for line in F em này. Đó tôi mà S thôi, danh sách tôi pen nó vào, pen cái line này vào. Đấy. Xong rồi thì tôi đóng lại F close lại. Thấy không nào? Bây tôi có thể tôi in ra cái sách rồi các bạn nhìn thấy nhé. Tôi print nó đọc vào như nào nhé. Print cái danh sách này ra. Sách này ra. Đó, bài này đơn giản như vậy thôi. Bài này là chỉ là file đọc file. Đọc file 3 nhé. Đây, đọc file 3. Để cho bạn xem nhé. Như vậy là ta dùng lệnh là for line in F là nó là đọc các cái dòng từ trên xuống dưới cho đến hết thì thôi. Và mỗi dòng như vậy tôi chuyển nguyên cái dòng này đưa vào cái mảng danh sách này. Và sau làm xong tôi đóng lại, close lại và tôi in ra ra. Để các bạn xem nó là cái gì nhé. Đây. In ra này. Đấy, chúng ta thấy không nhá. Như vậy là ta ở đây chúng ta nhìn rất rõ là từng dòng muốn như vậy nó là cái gì. Đây data bar đây này đó, chúng ta cuối cùng chúng ta enter đây là một dòng nữa nhé.
Thì như vậy là Nguyễn Việt Hà có chéo N, là như vậy cho thấy là ở phía cuối của Việt Hà này là thực chất là đây là hết một dòng, là sau cái từ đó là nó chèm một cái tự là chéo N. Đây là một cái tự đặc biệt ở trong Python, chỉ rõ rằng đây là cái chỗ này là vị trí tự cái tự xuống dòng, thấy không nào, chéo N này. Như là Nguyễn Việt Hà chéo N, dòng thứ hai là Bùi Như Lạc chéo N, dòng thứ ba là Trần Danh Trần Oanh chéo N, dòng thứ tư là Lê Quang Vinh chéo N, vì chúng ta có Enter ở đây. Đấy, thấy không nào. Trên màn hình đây thực chất là chúng ta thấy có 5 dòng, nhưng mà ở trên màn hình đây chỉ có 4 thôi, vì ở cái dòng cuối cùng này là không có gì cả. Dòng cùng này nó chỉ là chỗ này, nó cốt là nó chỉ là cái ở trên này nó có cái chỗ ở vị trí này này, nó có một cái dấu là dấu xuống dòng, chỉ là cái tự là chéo N. Đấy. Đó, chéo N. Chúng ta hình dung được không? Thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chúng ta thấy là việc đọc dữ liệu là rất đơn giản, không có gì cả. Được chưa? Bây giờ tôi sửa lại cái bài số 3 này nhé. Bài số 3 này như sau, bây giờ tôi sẽ in ra. Bây giờ tôi sẽ in ra cái file là file data mà đây data đọc file đây. Tôi sẽ in ra cái file là file data 1.out. Mà tôi in ra đấy, tôi in ra là cái tổng các số của cái dãy A này. Thì làm như thế nào? Rất đơn giản, làm như sau nhé. Đây. Đây là pin A rồi. Bây giờ tôi sẽ in ra, tôi sẽ bây giờ tôi sẽ làm luôn cái là tôi ghi ra nhé. Đây là đọc tệp 1, bây giờ tôi sửa lại là ghi tệp, ghi dữ liệu. Đơn giản. Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng lệnh print ra liệu. Ra file. Được chưa? Là SO là cái file của chúng ta. Là đã 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 một điểm ao nhé, điểm ao được chưa, đặt F bằng là open, cái F O là mở cái file này ra, nhưng mà mở ra để ghi chúng ta dùng cái kiểu này. Để cái bài này là không cần thiết là có cái admin vì bài này là số thôi. Như vậy đây chính lệnh là mở cái file FO ra, mở cái FO ra để mà ghi, và tôi ghi ra đúng một số thôi, là dùng lệnh gì, tôi dùng lệnh là print. Đấy. In ra cái tổng số của dãy A đây. Đấy. Tôi in ra cái số là số sum A. Của A, và in ra là muốn được như này thì in ra màn hình, in ra file dùng dùng cái file bằng F. Thế không? Thì đây là cái lệnh mà in cái số sum A ra cái file F, ra cái file ra đối tượng file F, mà F ở đây tôi đã lầm, và bây giờ chính là cái F là cái này, là một cái file FO, chính là cái data 1.out này. Đấy, bài này nhé. Rồi tôi chạy này. Để xong rồi đấy. Bây giờ tôi có thể mở cái file là data 1.out ra xem, bấm vào đây kiểm tra này. Cái file data 1.out này, đấy. Nó chính là tổng các số của cái dãy của chúng ta. Đấy, nó có mỗi số 18 này. Đấy nhé. Đấy, các bạn thấy là như vậy nó rất là đấy. Mình câu hỏi gì, vì sao đây là có cái dòng số 2 này đấy, cái hiểu vì sao không nào, bởi vì là gì, bởi vì là vì sao lại có cái lệnh xuống dòng này, là có cái số 2 này, bởi vì cái lệnh, chúng ta xem lại cái lệnh đọc file nhé, đọc file là print, thì sau lệnh print này này mặc định là có cái từ xuống dòng. Nếu chúng ta không muốn xuống dòng thì chúng ta sẽ phải thêm vào đây một cái ký nữa, ở đây bây giờ chúng ta viết là phẩy n n bằng như này thì nó không muốn xuống dòng nữa. Đấy. Mặc định n này không có, nó mặc định nó hiểu là như này, mặc định là máy tính hiểu cái này là chính là gì, nó chính là chéo n n đấy, nên nó bị xuống dòng ở cái data một thế này, data 1.out này đấy. Bây giờ tôi đóng lại nhé, đóng cái này lại và tôi chạy lại cái file này, và tôi thêm ở đây là như này. Đấy, như vậy là thêm cái tự là trống ở cuối cái tự trống, chứ không phải là những cái tự rỗng nhé, ở cuối cái file này thì máy nó không xuống dòng nữa. Chạy thử nhé cho các em này. Xong rồi, bây giờ tôi mở cái file data 1.out ra, có thấy nó có một dòng thôi đấy, không có số 2 ở phía dưới nữa nhé. Đấy, thì đó là một vài cái em chúng ta vừa làm một tập ngắn để chúng ta có cái hình dung nhé. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang phần tiếp theo, thật ra nó nhiều hơn nhưng mà rất là khó, chúng ta sẽ là ít thời gian quá. Rồi, bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là tôi muốn nói sang cái phần liên quan đến hàm số.
cái hàm số là cái mà chúng ta đã học rồi, nhưng mà rất nhiều bạn là rất rất nhiều cái lý thuyết cần phải biết thêm một chút thì chúng ta mới làm việc mới ngon lành, với sau này là học thuật toán chúng ta mới có thể làm việc được tốt hơn nhé. Rồi thế bây giờ liên quan đến 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 hàm như vậy là bây giờ nó sang cái phần đang ra đang phần thứ hai rồi đấy. Phần thứ hai của hôm nay là khai thác một số dữ liệu, khai thác một số dữ liệu và hàm nâng cao nhé. Nâng cao. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về 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 hàm, về khái niệm hàm. Hàm. Thì có hai ý trong đây này. Về hàm nhé. Khi tôi khai báo một cái hàm ấy thì chúng ta chú ý là ở trong Python nó phân loại cái tham số của hàm. Rất quan trọng luôn. Phân loại tham số hàm. Tham số của hàm nhé. Tham số của hàm. Thì cái tham số của hàm khi mà chúng ta phân ra tham số thì nó có hai loại. Tham số chia làm hai loại, một loại là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc. Và hai là tham số lựa chọn. Tham số mặc định. Hay là còn ta dùng từ khác là hay là hiểu là tham số là không bắt buộc. Ta có thể bỏ qua được tham số không bắt buộc. Không bắt buộc. Được chưa? Khi chúng ta đặt định nghĩa một cái hàm như làm đếp một cái hàm f chẳng hạn có hai tham số a và b nhé. Đây chính là cái khai báo. Còn khi ta gọi nhé, khi gọi hàm thì là f tôi gọi hàm, như tôi gọi hàm là x y tôi gọi hàm đây. Thì ở trong khai báo thì cái a b này người ta gọi là tham số của hàm. Tham số. Còn khi tôi gọi hàm thì những cái giá trị tôi đưa vào cái khi gọi hàm f thì đến tôi gọi là đối số. Nhưng mà chúng ta phân biệt hai khái niệm nhé, là tham số và đối số. Ở trong cái sách lớp 10 chúng ta có định nghĩa đấy, định nghĩa phân biệt khái niệm tham số và đối số. Đây là những khái niệm rất là khác biệt gần như là hoàn toàn so với Pascal và C. Cho nên cái bạn nào mà dạy quen khái niệm hàm, dạy 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 hàm quen ở trong Pascal và C rồi, sau này chúng ta đều hết đổi hết lại tư duy, vì khái niệm hàm ở trong Python là nó khác hẳn, khác rất là nhiều so với hàm ở trong Pascal và C nhé. Lát nữa tôi sẽ nói thêm một cái tí nữa là cách mà Python là truyền dữ liệu vào tham số của hàm là như thế nào. Thì lát nữa tôi sẽ nói, bây giờ tôi nói về khái niệm là tham số và đối số. Được chưa? Thế nào gọi là bắt buộc? Tham số bắt buộc là tham số mà bắt buộc phải có đối số tương ứng. Đó. Phải có đối số tương ứng. Còn tham số mặc định là tham số mà có thể không có đối số vẫn được. Tức là tham số đó nó có giá trị mặc định thì không có đối số, nó không có đối số thì người ta hiểu đó chính là cái dữ liệu mặc định. À, thì như vậy là đối số tham số nó là như vậy. Vì tôi lấy ví dụ nhé, đây cho lấy ví dụ nhé. Khi tôi viết là def một hàm f a b như thế này đúng không? Ví dụ tôi lấy đồ bàn là return là a nhân với b cộng với a mà mũ mũ b, nó như này nhé. Enter. Khai báo như này thì tất cả khai báo cùng như này đều là khai báo là mặc định hết. Tôi gọi hàm này, tôi gọi là f này, tôi gọi f là 1, 2 thì mày hiểu ngay à, nó chính là ra ngay f viết là 2, 3 mày hiểu không? Đây là thiếu này, vì đầu bài của chúng ta là nó có hai tham số cơ, mà khi gọi có một đôi số như vậy thì như này là sai, nó báo lỗi ngay này. Đó, báo lỗi ngay. Thì như vậy là cái tham số AB này bình thường chúng ta đưa vào cái hàm thì nó đều là tham số bắt buộc hết. Tất cả tham số đều là bắt buộc. Nhé, thì bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp theo thế nào gọi là tham số không bắt buộc hay là tham số mặc định. Đấy, chia hai loại nhé. Bắt buộc khai báo bình thường như này là bắt buộc hết. Còn mặc định là cái gì? Là như thế này. Đây. Khi mà tôi khai báo như sau nhé. Khai báo như này thì nó là mặc định này. Là trong khai báo nó có cái dấu bằng đây, khi tôi viết là def f f a xong phẩy b bằng 2
Đấy. Khi tôi khai báo như này đấy thì A là tham số bắt buộc, còn B là tham số mặc định, và B tham số là không bắt buộc nhé. Thì trường này thì tôi gọi như sau, tôi có thể gọi là f xy được không? Được, là phải hiểu ngay. Nhưng tôi có thể gọi là f xy được không? Được, được. Khi gọi f xy như vậy thì phải hiểu à có b đấy, có y đấy, nhưng mà y nó chỉ bằng 2 đây. Đấy. Như vậy là cái tham số nào mà được khai báo là bằng như này này thì máy hiểu à máy hiểu đó chính là gì, là tham số mặc định, và như vậy có thể trong đề gọi có thể là không cần nữa. Ví dụ đây, ví dụ như khi tôi viết là như này, khi tôi viết là df f à, xì, như này return, return là x bình dương chẳng hạn. Như thế này thì x nó sẽ làm bắt buộc. Cái f là 4 là thì máy hiểu ngay, nhưng mà f này là máy không hiểu. Báo lỗi ngay. Nhưng nên để như này. Báo lại x bằng 2. Đó. Khai báo này là gì? X là cái tham số của hàm f, nhưng mà không 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 bắt buộc. Đi thường đây. Đi thường là x đấy, thì vì tôi biết là f gọi hàm nó gọi là f4 được không? Được, nó chỉ là 16. F này được không? Được. Cái này thì nó không cần phải ghi rõ là đối số nào cả, máy tự động hiểu à nó chính là 2. Như vậy khi mà trường nó không có đối số này, khi mà chúng ta gọi nó thì máy hiểu nó chính là 2. Nhưng mà đây chính là cái tham số này, tham số là không bắt buộc. Tức là đối số có thể có hoặc không. Enter máy hiểu là 4. Hiểu chưa? Cái này là cái rất quan trọng luôn đấy, cái này là cái rất quan trọng. Khi chúng ta khai báo sau này các bạn sẽ học lát nữa hoặc đến buổi sau học đến khai báo các kiểu dữ liệu mới ấy, là nó rất hay dùng những cái khái niệm như thế này là rất quan trọng luôn nhé. Được rồi, thì những cái phần nào mà liên quan đến sâu hơn về hàm, các bạn đọc thêm ở trong cái cuốn Python cao của tôi nhé. Bây giờ nó sang phần tiếp theo nữa, vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Bây giờ nói sang tiếp theo nữa là một số những cái thư viện quan trọng, các thư viện quan trọng. Thì tôi chỉ nói hai thư viện quan trọng, chúng ta dùng trước thế cho dùng hai 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 thư viện hay dùng nhất thôi, là hai thư viện mà có sẵn trong hai thư viện quan trọng. Một là thư viện có tên là Random. Cái thư viện này là thư viện mà chúng ta sẽ dùng các cái hàm random, chúng ta sinh ngẫu nhiên dữ liệu, và cái này rất hay dùng để sinh các cái bộ test đầu vào. Đây, chúng ta chú ý nhé. Sau này khi chúng ta học sang phần thuật toán thì các bạn thấy là từ xưa này tôi tiếp nhận giáo viên thì chúng ta không hiểu lắm về cái chuyện này. Chứ chúng ta cứ nghĩ rằng à cái bộ test là cái bộ test của các cái bài tập thi giỏi nó là rất quan trọng. Chúng ta cứ phải mày mò, chúng ta phải tìm cái bộ test này, tìm cái bộ test khác, đấy là do chúng ta không hiểu thôi. Còn khi chúng ta hiểu rõ thuật toán rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tự sinh được các cái bộ test đấy. Mà tôi muốn sau này lớp chúng ta học đến phần cuối của bài của chương trình chúng ta là các bạn sẽ tất cả cái bài tập mà các bạn làm được ấy, các bạn phải tự sinh được cái bộ test cho học sinh, chứ không phải cứ đi xin người này xin người kia các cái bộ test nhé. Và cái bộ test bắt đầu là rất quan trọng. Thì cái thư viện là random này này, nó có rất nhiều cái hàm. Tôi xin mô tả một số cái hàm chính này. Cái hàm thứ nhất là cái hàm mà random, cũng tên là random thôi. Hàm này là cái hàm là sinh ngẫu nhiên một số thực trong khoảng từ 0 đến 1, rất hay sử dụng nhé. Đấy. Một cái hàm nữa rất quan trọng là cái hàm rand in, cái hàm cực kỳ quan trọng. Cái hàm này là cái hàm là nó có hai tham số là a b là các số nguyên. Hàm này là hàm sinh ra một cái số ngẫu nhiên, một số nguyên ngẫu nhiên nằm nằm trong khoảng từ a đến b. Cái hàm rất là quan trọng. Một cái hàm nữa rất quan trọng là cái hàm mà chúng ta có một cái dãy a, thì cái hàm nó là choice choice a. Cái hàm là sinh ngẫu nhiên một phần tử từ dãy a, sinh ngẫu nhiên một phần tử từ a. Đó, được chưa? Đây là cái thư viện thứ nhất nhé. Thư viện thứ hai
phần luôn tự hành sau. Thư viện thứ hai là chúng ta là cái thư viện là có tên là Time. Đây là cái thư viện dùng để ta dùng cái hàm để tính thời gian chạy của một chương trình. Thì trong thư viện này nó có hai hàm tương đương nhau, cái hàm là hàm Time, hàm Time này để tính thời gian, và cái hàm thứ hai là cái hàm nó gọi là performance counter. Hàm time mà là hàm tính thời gian bằng giây, tính từ cái thời điểm gọi là từ thời điểm epoch, thời điểm bắt đầu của thế kỷ, tính đến hiện giờ, và nó là tính tính được theo thời gian là giây. Cái hàm thứ hai là cái hàm tính được cái tính theo giây, tính theo cái nhịp nhịp của đồng hồ, bắt đầu từ khi chúng ta bật máy tính lên, bật cái Python lên. Thì theo tôi cái hàm thứ hai này là hàm hay dùng hơn, hàm hay dùng hơn nhé. Giờ thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn hai 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 thư viện này. Hai thư viện này có sẵn ở trong Python, chúng ta chỉ việc đưa nó vào và chúng ta dùng. Bây giờ tôi làm nhanh cho các bạn nhé. Bây giờ cái bài thứ nhất này, bài thứ nhất là tôi sẽ yêu cầu là gì? Yêu cầu là sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên n phần tử là các số nguyên từ một các số nguyên từ từ 1 đến 100. Ví dụ thế nhé. Đây là tôi cho n, ví dụ n cho bằng 1.000 chẳng hạn. Sinh ra 1.000 số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100, làm được không? Rất là đơn giản như sau này. Đầu tiên chúng ta phải import cái thư viện là random vào. Chúng ta dùng là from random random import. Cái hàm chúng ta muốn cái hàm chúng ta cái hàm là hàm rand in thôi. Cái hàm của chúng ta là hàm rand. Đấy, hàm hay dùng nhất này. Này là hàm sinh ngẫu nhiên một số nguyên nằm trong khoảng từ A đến B nhé. Enter. Rồi bây giờ tôi làm như sau này. Tôi sinh ra cái hàm là sinh dãy dãy n. Hàm này là hàm như sau. Hàm này là hàm sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên n phần tử. Mỗi phần tử như vậy là một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 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 100. Thì như sau nhé. Tức là A này. Có thể viết nhanh là A này, bằng này. Đây, bên nhanh nhé, dùng cái hàm này, dùng cái hàm là ren in nhé. Ren in 1 đến 100, sinh ngẫu nhiên 100. For i in ren n. Đóng đây. Dùng cái đây là dùng cái gọi là nó là list comprehension, tức là tạo dãy nhanh đấy, tạo dãy nhanh. Là sinh ra cái mỗi một for i từ từ 1 đến đến tức là n n số, mỗi một số như vậy là sinh ra một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Như a là một cái dãy số n phần tử, mà mỗi tử như vậy là một số ngẫu nhiên, số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100 nhé. A và return a. Thì hàm cứ như vậy thôi. Đấy, là a này bằng này. Đấy nhá. Sinh dãy nhất là 10 phần tử đấy. Đây a đây, a là như này, là các cái số đây là các số ngẫu nhiên. Thì cái hàm này, cái lệnh này nó bảo đảm chúng ta sinh đúng thật là một cái dãy số ngẫu nhiên thực sự luôn, thực sự trong khoảng từ 1 đến 100 đấy. Như vậy là số 90 có này, 46 có này, 35 có này, 44 có này, 6 có này, 13 có, đủ hết, nên nó có đủ hết tất cả các chẵn lẻ, có đủ hết nhé. Số lớn số bé là có đủ hết nhé. Đấy, một chữ số hai số là có đủ hết. Như vậy nó là cái lệnh này, là những cái kiểu này là rất quan trọng được chúng ta nhé. Đấy. Để cái bài bài thứ hai. Tôi sẽ tính thời gian nhé. Ví dụ tôi viết một cái hàm, tôi dùng cái hàm của nó có sẵn đấy nhé. Đây. Chữ hàm A này nhé, không tôi làm biệt với cái hàm A là cái hàm sinh dãy, các bạn xem cái sinh dãy này. Đấy, sinh dãy là 1 2 10 20 này. Phần tử đi nhé. Một phần tử đấy nhé, A là 1 dãy là 1 triệu phần tử. Nào những để tôi không biết cái ra không thể chơi được. Mà A là một dãy số gồm 1 triệu phần tử. Mỗi phần tử như vậy là một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp A. A nó hàm này đối với list nó hàm là hàm sort nhé. Đây là hàm sort. Kiểm tra xem mà sort có nhanh không. Tính thời gian của nó nhé. Đây, sau này. Anh các bạn xem nhé, làm cho mình thôi nhé. Tôi dùng là from
I'm cái hàm là hàm gì? Hàm là performance, không thể. Là cái lệnh mà import từ cái thư viện thai, cái hàm performance cao thật, cái hàng hàm này thật là hàm rất là hay nhé. Được rồi, bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi làm như sau, tôi bắt đầu tính nhé. Không, cái bài này không được, bài này tôi phải dùng cái đấy nhé, tôi phải dùng chương trình. Xin lỗi, đây để tôi làm như sau, tôi copy cái hàm này vào của chúng ta nhé. Bài này không dùng, không phải để bằng bằng một lệnh. Bây giờ tôi tạo một cái file rồi tính thời gian nhanh nhé. Đây, tôi nghiêm cái file này dùng để tính thời gian chạy. Thời gian chạy của một hàm nhé, cùng thuật toán hay là cả một hàm. Hôm nay chúng ta sẽ học dùng này, chúng ta sẽ làm ra cái toán của riêng chúng ta dùng cách này, chúng ta tính thời gian. Hôm nay chúng ta tính cử nhé. Đây, bây giờ tôi copy cái này sang cho nó để cho nó tiện nhé. Đây, cái hàm này mình có sẵn này đây. Bây giờ như vậy tôi phải dùng như sau, tôi phải là giờ from random import. Nó có sẵn kỹ năng để nó tự động rất là nhanh. Import cái hàm là hàm rendin, đấy rất là nhanh nhé. Và thứ hai là from time. Rồi, bây giờ làm như sau này, tôi viết là chương trình của cho là tôi viết n bằng 1 triệu này, 1 2 100.000 này, khá to rồi. Tôi viết a bằng sinh dãy, như vậy a sẽ là một dãy gồm có là 100.000 phần tử. Phần tử như vậy là một số thực ngẫu nhiên, ông sung nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Rồi, bây giờ tôi làm thử này nhé. Biết là T1 bằng mình cao thời gian mà trước khi bắt đầu chạy chương trình. Chạy chương trình thì biết là A sort, dùng lệnh sort. Đây lệnh sắp xếp dãy A lần nhé. Dùng hàm của Python mà sau tôi tính là T2 bằng performance cao thì đó. In ra print cái T2 từ T1 thì biết là nó là bao nhiêu giây. Đây chính là cái bài, là bài tôi ghi ra là cái bài mà tính thời gian nhé. Thời gian để cho các bạn xem nhé. Nhưng mà bài này là cái bài mà chúng ta chủ động tự sinh ra cái bộ dữ liệu ban đầu của chúng ta, và máy nó tự tính nhé, xem là bao nhiêu. Đấy, 0,007 giây, cực kỳ nhanh. Các bạn thấy không? Cái hàm này của nó tính rất là nhanh luôn. Bây giờ tôi cho thêm lên là 1 triệu nhé, làm ra là bao nhiêu nhé. Sẽ lâu hơn đấy, 0,08 giây. Các bạn thấy như vậy này, khi cũng nhận là cái phần mềm mà bây giờ các bạn rửa cuốn sách lớp lớp 11 ra, các bạn làm thử một thuật toán mà sắp xếp đã có của trong cuốn sách, các bạn chạy thử xem là bao nhiêu nào. Tôi bảo đảm các bạn là 100.000 thôi là ngồi đợi từ sáng đến trưa đấy, gần sáng đến trưa mới xong đấy. Đến nó tính rất là nhanh. Thế được, để cho thấy là cách chúng ta làm thôi. Cách chúng ta làm là như sau này, chúng ta khi bắt đầu chạy chương trình, chúng ta phải gọi gọi cái hàm này ngay trước khi chạy chương trình nhé. Không không được đặt cái lệnh số 10 này, không đặt trên lệnh 9 đâu. Tất cả các lệnh sinh dữ liệu là phải nằm ngoài hết. Sinh dữ liệu là nằm ngoài cái lúc tính thời gian. Sinh dữ liệu xong rồi thì bắt đầu tính này. Đây. Đây là chúng ta tính thời gian, sau chúng ta chạy chương trình. Đây chương trình đấy nhé, là cái hàm này nhé. Xong in ra thời gian luôn, sau đó làm phép trừ luôn. Làm phép trừ của hai cái luôn, thì đây là cái lệnh nó sẽ tạo ra được cái thời gian chạy chính xác cái chương trình này nhé. Đó, đó là cái ý thứ hai. Rồi, nhưng mà như vậy là gần xong rồi. Bây tôi đã sang phần cuối cùng của bài hôm nay. Thế tôi hôm nay là chúng ta rất là nhanh thôi. Tôi nói sang cái ý cuối cùng, ý này các bạn cũng phải đọc thêm sách thì mới làm được, mà tôi nói sang cái ý số 3. Ý số 3 là như thế này. Ý số 3 là thật ra dùng cái từ lập trình OOP thì phức tạp quá, nhưng mà như thế này, chúng ta hiểu là như thế này. Ở trong
ở trong cả Pascal và trong C đều có tính năng là cho phép chúng ta là tự tạo ra các kiểu dữ liệu mới. Các bạn có nhớ lại không nhỉ nhé? Ở trong Pascal và C đều cho phép chúng ta tạo ra các kiểu dữ liệu mới bằng các lệnh như lệnh ở trong Pascal lệnh type, ở trong lệnh ở trong trong C lệnh structure, đúng không nào? Nhưng mà ở trong Python thì không như vậy. Trong Python thì tất cả kiểu dữ liệu mới bắt buộc phải lập trình qua OOP hết. Đấy, không 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 được phép, không được phép là dùng cái từ gì khác. Tất cả các kiểu dữ liệu mới bắt buộc phải lập trình thông qua cái lập trình hướng đối tượng hết, là thông qua cái từ khóa là class hết nhé. Đấy, thì đơn giản như sau thôi, rất đơn giản thôi. Tức là gì? Tức là chúng ta dùng cái class để tạo ra cái kiểu dữ liệu của mình, kiểu dữ liệu riêng của mình, kiểu dữ liệu riêng của mình. Và thực tế chúng ta dùng rất là nhiều luôn trong tất cả các bài tập liên quan cấu trúc dữ liệu mới, đều phải dùng rất nhiều bài tập, phải dùng cái lớp của mình. Đấy. Thì cái làm như sau, nhưng rất đơn giản như này. Chúng ta phải để dùng cái kiểu dữ liệu chúng ta nó có những cái gì, nó có những cái trường nào, nó có những cái tham số nào cần phải xác định. Ví dụ như tôi tạo đây, ví dụ nhé, ví dụ tôi tạo ra cái kiểu dữ liệu là quanh nhé, là kiểu dữ liệu quanh là nó gồm có hai cái mỗi một cái quanh như vậy, một một cái điểm P như vậy, nó có hai cái trường là PX và PY, là các cái ví dụ như vậy là PI. Thì làm như sau nhé. Đây, thì bây tôi cách chúng ta dùng class để tạo ra một cái lớp đối một kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu là điểm chẳng hạn. Đấy, và nó có hai cái trường, hai cái thuộc tính là x và y, là tọa độ của điểm trên mặt phẳng. Thì làm như sau. Đây, mô tả trên chương trình nhé. Đây, chúng ta làm sao, chúng ta dùng class này. Trong class là cái tên của lớp đó, ví dụ như là quanh. Đấy, quanh là 2 chấm. Thì cái lệnh cái ở trong class này thì cái hàm đầu tiên cần mô tả chính là cái hàm dùng để thiết lập cái bộ dữ liệu chính. Hàm này như sau, bắt buộc nhé, là delete này, delete này. Sau đó dùng cái gì mà chúng ta biết gọi sau này, dùng là hai gạch dưới này là init. Đấy, hai gạch dưới nữa, đây là cái lệnh cái hàm bắt buộc phải có, hàm rất quan trọng, init nhé. Sau đó mở ngoặc, bắt buộc phải có chữ là self. Sau đó là phẩy, đó là mô tả các tham số đó, ví dụ là x phẩy đó, 2 chấm xuống dòng, và chúng ta viết như sau, ta viết là self bằng x, rất đơn giản thôi, và self đây là cái gì, phần tôi một đằng sau nhé. Thì cái cell trong x là chính là cái định nghĩa cái thuộc tính nhất là x. Cell chữ y thứ thứ hai, và nó gán bằng chính giá trị ở đây, cái chữ này là chẳng qua là cái hàm init này, chẳng qua chính cái hàm constructor của C thôi, là dù hàm dùng để khởi tạo cái biến khởi tạo cái kiểu dữ liệu mà P thôi nhé, liệu quanh thôi. Đấy. Enter này xong. Nhưng mà chúng ta vừa mới tạo xong cái kiểu dữ liệu mà quanh rất đơn giản, là kiểu dữ liệu gồm có hai cái tham số là x và y. Bây tôi mô tả nhé, bây tôi viết này, viết là P tạo ra một cái điểm trên màn hình với cái tọa độ là 3 5, tức là P tôi viết dùng cái point, dùng cái của cái class point trong mở ngoặc ra, xong gọi hai cái số này này là một. Đây là tôi mới tạo ra là một cái P là mới tinh nhé, và P này nó có hai là một cái điểm trên màn hình có hai tọa độ là x bằng 1, y bằng 2. Tôi kiểm tra cái P này là kiểu dữ liệu gì, là kiểu dữ liệu là point đấy nha. Nên nó thấy được nó nằm ở trong cái khung chính của chương trình thôi, point nhé. Đấy, và bây giờ tôi sẽ p chấm x đây chỉ là một, p chấm y là 2, thấy không nào? Anh các bạn thấy như vậy là đây là cái, tạo ra rất đơn giản, mà tôi có thể dùng các lệnh khác để tôi xử lý với nó. Đấy. Tôi có thể tạo ra những cái hàm hay tạo ra các phương thức để xử lý trên 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 cái P. Tôi lấy ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 thì tôi tạo ra một cái đối tượng là
là người chẳng hạn, là person chẳng hạn, nó có hai tham số, một là tên, hai là tuổi chẳng hạn, hai là tên và địa chỉ. Làm như sau đây, class này, person, sau hai chấm dòng nó là def. Để bố phải làm cái này, lúc nào cũng bố phải làm ý nước này, xong như thế này này, mở ngoặc này, nó self, xong nó phải xong là tên, xong là địa chỉ, địa chỉ này như thế nhé, đó, nó viết là self chấm tên bằng tên, đơn giản thôi, self chấm địa chỉ bằng địa chỉ. Xong. Và như vậy vừa tạo xong cái một kiểu dữ liệu mới của chúng ta, là kiểu dữ liệu, có kiểu dữ liệu này nó có tên là person, và chúng ta có thể đặt ra cái đối tượng dữ liệu bất kỳ, và nó có mỗi dữ liệu như này nó có hai thuộc tính là tên và DC. Ví dụ tôi viết là nhé, tôi viết là A bằng person, và là Hà, và địa chỉ là Hà Nội. Ví như vậy không là câu cả. Vừa tôi tạo ra đối tượng A đây rồi, và A đây, A tên này, A tên của A tên cái gì chính là Hà, và A chấm DC chính là gì, chính là Hà Nội. Rồi. Như vậy cái việc tạo ra cái này nó rất rất rất, rất đơn giản các bạn ạ, rất đơn giản, không có gì cả. Nhưng đây là cái ban đầu thôi, còn nếu mà đọc sâu hơn nó rất là khó. Nhưng mà với những người mà làm để thiết lập, dùng Python để thiết lập cấu trúc dữ liệu đơn giản, thế này là đủ. Với những cái bài mà tôi ví dụ đây thì chúng ta đủ sức để làm, để sau này đến phần sau chúng ta sẽ học xong phần sau, và chúng ta sẽ học để dùng cái này để chúng ta định nghĩa ra những cái cấu trúc dữ liệu về sau này. Ví dụ như sau này chúng ta học làm cấu trúc dữ liệu, như chúng ta học về cấu trúc dữ liệu về linked list chẳng hạn, hay là hàng đợi, hay là ngăn xếp chẳng hạn, hay là cấu trúc cây, cấu trúc đồ thị, tất cả đều dùng cái này thôi, ở mức độ rất là giản như này thôi nhé. Đó, thì đây là hôm nay là chúng ta có lẽ dừng ở đây nhé. Thì đến mà ngày mai tôi sẽ đi các bạn một số bài tập đơn giản, là cái bài đầu là những cái buổi đầu tiên này, là cái buổi mà tổng quan một lượt những cái kiến thức mà theo tôi là đơn giản nhất cần phải biết. Còn sau này khi mà chúng ta dùng những cái thức nào tôi sẽ nói sâu hơn. Đấy, thì buổi hôm nay là cái buổi như vậy thôi nhé. Có chúng ta có cái hình dung tổng thể, à như vậy là mà cái kiến thức mà lớp 10 mà học ấy cho học sinh là thật là chưa đủ để mà chúng ta có thể tiếp cận làm dạy học ngay được cho lớp 11 đâu. Cho nên là đây là kiến thức mà theo tôi nó rất quan trọng của lớp của cái phần Python. Và chúng ta nghỉ ở đây nhá. Các bạn có hiểu gì không? Có thấy khó hiểu không? Hay là đơn giản đúng không nào? Thì buổi ngày mai, buổi sau chúng ta sẽ học sang cái phần buổi sau mà thực sự học sang cái phần là kiến thức đầu tiên của cái kiến thức đầu tiên của cái phần này, để xem của chúng ta nhé. Đây, các bạn có hiểu không, có thấy khó hiểu không, đâu có nhỉ, tao quay lên trên trên cùng ở chỗ nào, Dạ có thể không. ok nhé. Đây hôm nay chúng ta học cái này tổng quan đây nhé, và đây này cần thì buổi sau chúng ta sẽ học sang cái phần là khái niệm thuật toán. Đây, nó khó đấy, nó khó đấy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Buổi sau học bữa nào hả thầy à? Buổi sau là chủ nhật tuần sau nhé. Và giờ này thì Dạ. học, hiện ra chúng ta vẫn học một tuần một buổi là chủ nhật thôi. Còn Dạ. sang đến tháng 5 hoặc đầu tháng 6, nếu mà các bạn yêu cầu thì tôi sẽ học, tôi tăng tăng thời gian lên. Tôi sợ tăng thời gian lên là chúng ta sẽ bị ngợp. Theo kịp học chậm thôi, nhưng mà các bạn sẽ làm bài tập, sẽ trao đổi với nhau ở trên lớp. Thì ta sẽ chúng ta nghỉ đây nhé. Vâng, em chào thầy. Em chào thầy. Chào Em thầy chào ạ. thầy. Em chào thầy. Chào thầy ạ.